Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Tình hình là mới đi đặt cá bóng về, bạn đặt lọt về nè, đặt bằng mồi trùng lá nè, nó ăn nè, ối kìa nè. Để coi ba con trùng lá 60.000 đổi được nhiêu cá bóng nè, chắc cũng tầm 400g nửa ký á. Lỗ rồi, nên chiều nay quyết định là đi bạo tiếp, tranh thủ bắt mấy cá bóng nhỏ này kiếm cá lóc bạn ơi. Vớt giác là được nhiêu vớt chứ lỗ sâu lắm rồi. Số cá bự này thì giải quyết cho bao tử cho mình trước đi. Kho khô này là kho là đúng bài luôn. Mấy con này các bạn thấy nhìn không nào, nó ú nè. Ghê thì chứ, mấy cái bóng này ú, tới ú luôn á. Cái bóng này là đúng Hugo bóng dừa luôn á. Đeo vòng luôn. Mấy cái vòng này là nãy xỏ trùng đặt lộp. Hết biết mang bóng dừa nữa. Bạn xem là clip trước mình đặt bóng dừa bằng mồi trùng lá nha. Bao vui luôn. Bự nè, ghê chưa. Con tay cái mình không có xi nhê gì nữa chân nè. Số này kệ nó đi. Chiều nay mình lấy số nhỏ này mình đi kiếm cá lóc vớt giác là bạn ơi, vớt được nhiều vớt. Đó, ngon lành. Này cũng lòng tông tính luôn. Thôi lòng tông dục đi, mất công quá. Đi đi mày. Nhỏ qua đây, bự qua kia. Bự qua kia đi, nhỏ qua đây. Đây có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 23 24 25 con cá bóng nhỏ. Là cắm được 25 cái cần câu. Sẵn điểm số cá bóng bự luôn coi nè, em đặt lọt được nhiêu nha. 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 con. 17 cá bóng bự. Với 25 cá bóng nhỏ là tổng cộng nó là 17 với 25 là 3 42. Ủa 17. Đúng rồi, 42 con cá bóng. Ghê chưa? 60.000 trùng đổi 42 cá bóng, tính ra con cá bóng cũng ngàn mấy á. Ghê thiệt chứ, tính ra không có lỗ, cũng vui. Như cá bóng nè, bạn đi chợ mua cũng nhiều tiền lắm, không có chơi đâu. Cũng vừa nữa, giờ nó cũng mắc lắm á. Rồi, giờ vô lấy cần câu đi cắm câu bạn ơi, lên đường đi cắm câu. Vớt giác cá lóc lại coi. Qua em, giờ gọng số bự đi, bắt số nhỏ đi cắm câu. Chiều nay là quyết tâm săn con quái thú với cái mương này bạn ơi. Cái mương này, mương sau hè là chỗ trùng ếch nè. Mương lục bình nè. Mương này cái đường nước các bạn, đường nước từ ngoài sông chảy vô á, khúc trên đây tại nó bị cạn nên nó lục bình ứ lại này. Rồi bù mía con bé sóc trăng lúc này mập dữ ta. Lâu lâu ra nhìn bù mía hết hồn này. Bữa hổm mình xảy ngay góc mình đó đó, bữa mà thả câu lương mà lại ăn cá bóng nuốt tròn lõn cá bóng rồi nhả ra đó, góc mình đó với góc này cũng xảy một cái nữa nè. Bữa nay mình bao nguyên cái mương luôn, từ đầu đó tới đầu này luôn, 5 mét cần, 5 mét cần. Coi cái tối này nó bên cần nào nha. Bữa nay chủ yếu dí cái mương này đó. Đây, mồi màng cá bóng cần câu. Chiến thôi. Khoét lỗ cái này trên cận đây trước đi. Lục bình này phải giọt cho dọn cho bự luôn bạn ơi. Bữa nay lội luôn á. Tại lục bình nó nhiều này, dọn cho thiệt là bự luôn, cái mình cắm luôn cho nó im. Chứ cá bóng này cắm mà không dọn là thua, nó chui vô nhảy lên lục bình nó trốn là cá lóc đâu ăn được. Phải dọn cho bự cho cá bóng nó chạy. Nó dính đường cá lóc. Tiến hành thôi. Dọn cái lỗ cắm đường cây cần câu đuối luôn. Mà mấy mương này phải thời có là lóc bự không ạ. Cá bóng này bạn móc trên lưng, đừng móc vô cái xương của nó. Móc cho nó sát cái cần cổ của cá bóng á. Tại cá lóc nó táp, con cá bóng là nó ăn nó táp vô cái đầu á.
nên móc lử, bằng móc sát cái đuôi nó táp vô cái đầu, giật cái giục cái bóng không có dính đuối. Cầm chắc chắc để nó giật mất cần. Rồi ngon. Im. Cần đầu tiên nước đang lớn vô nè. Cái này cắm được lúc mà nước mới lớn vô mới ngon. Tại nước lớn vô là cá ăn liền. Con này nước nó hơi lớn vô rồi. Giờ cắm vậy đi, rồi tối mình dời. Nước một chút chắc nước lên đầy luôn á. Rồi tối nào lội đi thăm cái nước có cạn xuống mình dời cái bóng xuống. Mọi cái bóng này dính là chủ yếu cá lóc mà, cá lóc nhiều. Dính là dính lóc bự không á. Ngon lành một cần. Đuối. Cắm con cần mà mệt. Tiếp tục. Nay là quyết tâm bắt con cá vậy bạn, nên dí mương này giữ luôn á. 10 mét cần. Nó 5 mét chứ 5 mét gần quá. 10 mét đi. Nãy giờ cũng cắm 4 cần hay gì á. 4 cần. Lên phía đầu trên chỗ dèo cắm 2 cần nữa. Đây cần nè. Quyết tâm mà. Tâm săn con này mới chịu. Đây cần. Đó cần. Gì? Kêu é é gì? Con này mà quay mà táp cái bụp lâu luôn chắc sướng lắm ta. Bao sướng luôn á. Ờ, chim. Chim cắt gì á. Gình mấy gà con mình quá. Đó cần nữa. Giờ lên phía trên dèo ếch, quất 2 cần nữa. Đó, con đó đó. Con nó mang cắt gì dìu hâu gì á. Quốc ngay dèo ếch này cần với phía trên đầu dèo đó cần. Mở dèo này hết ếch chứ quên dèo này. Giờ cái tư tưởng con. Tính bữa nào bắt ếch lại nuôi mà không gà chưa không nữa. Chỗ này cần. Dưới cắm chảnh đầu chỗ cái mít đang cần. Chỗ bữa sáng cá bự. Thì giờ dài lên chảnh luôn. Cần bên đó lúc đọt bạn ơi. Cá ăn. Xảy luôn cái gì vậy? Cái gì? Ôi. Ghê gì? Đi ngang gỉ quéo quéo sảy luôn cái gì vậy? Ôi, mới cắm xuống ăn luôn bạn ơi. Mà sảy cái gì rồi? Cần cho cái mương ngang cái bưởi nè. Cái bưởi quyền thoại nè. Sảy luôn cái gì rồi? Bị quéo quéo đọt luôn á. Còn dính con ơi. Rồi im ru luôn. Sảy bạn ơi. Sảy. Ôi uổng. Sảy rồi. Táp trúng cái đầu cá bóng nè. Hàm răng nè, này mới táp à. Lưỡi lục quá ta. Ôi sảy. Chắc cá nhỏ. Đứng bên kia mà ghi lúc ít tính đâu vô rồi. À dè. Yeah. Thấy nó búng lên cái bạc không phái. Làm đợi thôi. Quầy lăn nữa chứ gì. Hẹn mày. Ngồi ghi ngang lăn quặng quầy lại làm nữa chắc cá không bự. Hắn cá bự đã làm cái lời tròn lõn cá bóng nó dính luôn rồi. Xém chút có nhớt rồi. Có hàng bạn ơi. Có hàng rồi. Ngay mương lục bình nè. Cá không bự lắm. Quầy về lụm liền thấy không. Ủa, có hiện tượng nha, ghi coi sướng cái coi. Con này nhỏ xảy không sao, ghi coi. Ghi gì? Chim cắt.
Quay về lụm liền không, lên hàng lên hàng đó, thấy là lợi rồi đó nghe. Con cá bóng đỡ được con cá lóc lợi rồi, con nãy xảy đây, con này phải dính chứ, quá đã quá đã, sướng sướng. Còn cưng nè, quay về còn con cá bóng cuối cùng luôn, dính luôn, nuốt lử luôn. Quay về ăn hổng dữ mày, nhỏ mà láo gì. Rồi móc vô cái mang, cái gà má. Im 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 im. Đi về đi ngang cái thằng cậu đứng sững à. Sao đi ngang ta kéo cái ít ra. Nha hiều hay lúc luôn mới đã. Cá màu đẹp bằng. Đó, có nhớ nghe. Quá đã. Thiếu con cá bóng luôn. Cắm vào chỗ này luôn, thiếu con cá bóng luôn rồi. Con này chà bá lửa luôn. Còn con cá bóng bự cuối cùng luôn. Kệ bự bự dính cá lóc bự. Con cá bóng mà đổi được con cá lóc này cũng lời rồi. Cá này màu đẹp thiệt chứ. Quá đã. Sướng. Rồi cắm xong cần này lội lên trên kia, thăm mấy cần trên kia luôn bạn ơi. Biết đâu có dính rồi đó. Chỗ cần lội lại cần chỗ nãy xảy đó. Hên hên lụm nữa. Cá lóc mà cá chê mà thứ thấy động động nước là khoái lắm. Lội lại gặp con mồi thì táp liền chứ gì. Không rồi, không lúc rồi. Sẵn lội dài dài lên cho anh thăm luôn. Hên hên tán con nữa coi. Để lậu sảy. Tình hình đang hồi về chắc đó. Kiếm con gì. Kiếm ốc thì đặt dại lợp, kiếm dạng cái bóng tối đi thăm quá. Để hết mồi luôn rồi. Còn mấy con cá bóng khủng lồ không à. Mấy con đó cắm lỗ chắc luôn. Quay lên cần chỗ nãy coi. Hello. Rồi im gu luôn rồi. Này không dính, chắc này nó nghỉ ăn luôn rồi. Dở thiệt chứ. Lúc lúc đọt cho sơm cái cây. Nãy cần bên đó đó. Rồi không dính rồi ơi. Cá bóng nó còn nhịp nhịp. Nãy nó táp cá bóng mà cá bóng chưa chết. Thôi không dính nữa bạn ơi. Giờ về. Về tắm rửa cơm nước rồi đợi tối nay nha. Hy vọng tối nay dính dạng cá lóc bự bự cho sướng luôn. Lóc khủng rồi kéo cống cưng rồi. Tìm lại cảm giác năm xưa. Rồi chờ đợi thôi. Rồi chắc này lên đường thăm câu bạn ơi. Nãy mới xuống sông bắt được con thò lòi, hai thò lòi với lại hai cá bóng, hai con chà bá luôn. Đem theo có dính thì thay mồi luôn. Hy vọng là dính nha bạn, thay mồi lía lịa đi. Cưng đầu tiên chất quất coi, trong lỏng, nước gồng rồi. Chắc này nước gồng mình giờ cần xuống luôn. Để hồi cạn khô. Hy vọng là liệt đọt lía lịa nha bạn. Dính vài con bự bự cho nó sướng sướng. Cần bên đây chiều dính con nhỏ. Rồi im ru luôn. Dính chuồn chuồn luôn. Trong cầu mà còn bị chuồn chuồn ém xì bùa nữa nè. Tới số rồi. Đi câu cá chuồn chuồn ém xì bùa không vậy. Đi cắm cầu còn bị chuồn chuồn ém xì bùa luôn. Chứ không lẽ ăn dạng mương không dính con nào sao. Hình như là 1, 2. Cần đó là 1, 2, 3, 4, 5, 7 cần hay gì lắm. Mương này chơi 7 cần luôn á. Đây không dính luôn, còn mồi luôn. Đây con lươn bạn ơi, con lươn. Tháng lươn chưa? Mình chạy vô nhà. Mình đào con trùng, lấy cái cần câu khác ra câu lía lịa liền. Lươn bự. Lươn bự luôn. Em lấy cần câu. Đào trùng các bạn. Câu lươn. Tới số con lươn rồi. Để mình đào trùng móc vô bạn ơi, ra ngoài câu lương đó. Hy vọng là lương còn nằm đó cho mình câu nha bạn. Lương nó bự á, con tay cái á. Dính lương này cự đau bụng nè. Còn. Trời. Nó táp mà không dính. Làm lại. Nó chuẩn bị ăn bạn này.
để mình dụ nó lên. Nó bạn thấy không, em để máy gần rồi, lâu lâu mới có cơ hội. Lên hàng, lên hàng, lên lương, lên lương. Tới số lương rồi. Cừ đau bụng thiệt chứ. Lần đầu tiên đi câu cá lóc. Ủa, tính ra nhiều lần rồi chứ lần đầu tiên cái gì. Dính lương luôn, lương tới đói luôn á. Ngon lành không? Ghê chưa? Này là phát sinh nha. Phát sinh nhưng mà sướng 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 nha. Ngon ngon. Quá đã. Cắm câu không dính lương mà câu dính lương mới ghê, dính lưỡi miệng luôn, hợp lệ luôn. Con này đói lắm, đói rồi. Giật hụt cái đầu. Người ta lên táp liền, gượt theo cục mồi liền. Lương lương nha bạn. Có lương, có lương. Tối nay lực lãnh lương rồi. Biết cá lóc chín chưa chứ trước tiên là lụm được con lương rồi nè. Vô. Tiếu thiệt chứ, nhiều cái mắc cừ. Đây con câu này đây đi. Hồi có gặp lương rồi lú đầu không? Chạy ra lấy con câu chơi tiếp. Có hàng nghe. Sạm chưa từng thấy. Đó nãy mặn lương chừng nửa ký nha, mắc cừ nữa. Dính này, dính vô cái lục bình này. Rồi thoải mái vậy đó. Khiều con lục bình nó ra được. Đang cá bóng nó dướng vô trong cái nó không có lội được, không có động động, cá lóc đâu phát hiện. Hồi nãy cần này cắm mồi trùng là dính lương nó trước rồi. Hoặc có thể sảy. Mồi cá bóng nó nam không được, nó lại nó dòm. Con này cũng có lý lắm nè. Con này kho nhổ ba bốn tép xả vô cái cũng được nồi ngon nè. Rồi cực này sảy cá bạn ơi. Sảy. Táp banh luôn xe rồi. Xe dây cuộn luôn à. Táp banh cá bóng luôn. Sảy sảy sảy. Uổng quá ủ. Tực 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 tực. Này giặt dữ lắm mà. Gì mà không móc lử ta. Dở thiệt chứ. Cần con này như sảy nữa bạn ơi. Ngay chỗ cầu nè. Rồi sảy nữa. Cá bóng quá bự. Táp banh chạnh cho nè. Kỳ ta. Chiều cắm mấy chỗ này cá bự đừng kiếm cá lóc bự. Ai về sảy. Táp nát cá bóng cho nè. Nhâm sữa cá bóng rồi bạn ơi. Uổng thiệt chứ. Tiếp tục sảy. Mơ mốt cắm cá bóng này chắc phải thiết kế cái lưỡi chà báo. Như cắm cá bóng nằm cái lưỡi ó nó cũng dở lắm. Lưỡi ó này bạn cắm trùng, cắm dế ngon. Không cá bóng nó táp không tới. Sảy. Cường này im gu. Này thăm mấy cần sảy hai con nữa nha. Phát hiện có hàng khủng bạn ơi. Nguyên con mèo dằn cháy luôn. Đi đâu qua đường đó vậy mày? Đường tao đi mà. Nguyên con trồn. Có lộn tiểu hổ. Tiểu hổ màu vàng. Cừng cái này im quá không dính đâu. Cừng bên đó chiều sảy đó. Rồi luôn. Cái đọt thẳng gan luôn. Im gu luôn rồi. Chiều sảy cái nó giận luôn, nghỉ ăn luôn rồi. Mèo bạn thấy không? Đi cày hay không? Nó tối mà nó nằm trong lùm gọi gọi chúng nó tính đâu là trộn. Mắt xinh lè. Con cá bóng này thì nằm trên không khí luôn à. Còn nào ăn. Nước mèo rút dữ ta. Rồi luôn. Cừng này hay còn cái cùi không à. Sảy nữa. Nhai luôn cá bóng rồi. Lỗ nặng luôn. Mấy cừng nãy còn được cái xác cừng này nó làm luôn rồi. Móc lại con cá bóng khác bạn ơi. Có hiện tượng, có hiện tượng bạn ơi. Còn cá không biết. Ui. Mới quậy dữ lắm nè. Rồi luôn. Ui. Con này khủng khiếp luôn bạn ơi. Quậy đục nước luôn kìa.
này mới xảy luôn á. Ôi nay ngày gì vậy ta? Rồi luôn, chọc đất luôn. Ôi con này nó còn quợn nước còn lên sình luôn kìa. Uổng thiệt chứ, xảy nữa. Chơi là con mồi khác luôn, lôi ướt cái đọt cừng luôn. Này mới xảy nè. Nhớ săn hàng này khó chơi các bạn ơi. Chứ phải chiều mà có trùng cắm là nó giờ dính nhóc. Xảy nữa. Hết mồi luôn, chơi cái bóng chà bá hú luôn. Con này mới xảy chút à, nó còn quậy đục nước à. Nó lôi lục bình nghiêng luôn. Uổng thiệt. Sáu mũi luôn. Tật 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 tật. Cắm này là phải chơi bạo lực, cắm tuốt với sình cứng ngắc luôn. Mương này cá dữ thiệt chứ mà không dính. Nay bò không hên này. Hy vọng mấy cần cuối có nhớt nha bạn. Mai mốt chắc phải nâng cấp bộ cần lên để săn hàng khủng luôn. Cái mương đó mình nghĩ giờ có hàng khủng xiền luôn. Lữ này chịu không nổi. Cắm mồi này là dính dính cá lớn mà lữ này yếu. Cần cũng yếu. Theo mà nãy giờ mà cắm mồi trùng là dính nhiều lắm á. Mà lúc này có cái không có trùng ác nè. Trùng quắn á, quắn là cắm mồi khoát luôn. Cá lương dính đầy đủ. Dế thì đây cắm không nhạy lắm. Khu vực bên đây chỉ có trùng mà cắm lợi hại nhất. Còn một cá bóng nãy giờ còn sảy không. Đây im ru luôn. Con gì chạy bọt không nha. Giờ cần chích xuống luôn, đang hồi nước cạn. Trùng mà nhỏ bự chê lóc thì làm láng. Còn mồi này thì chủ yếu lóc không. Dính khi có dính cũng dính mang chê khủng. Như chê nhỏ nhỏ ăn cũng nổi cái bóng. Rồi tình hình là chất quất luôn bạn ơi. Con lươn một mới vô câu được con lươn xong rồi thúi luôn, thúi hẻo luôn. Nhớt luôn, nhớt dữ luôn mà nhiều nhớt lươn không à. Bóng sống rộng lên luôn. Rồi lồi này đập đầu chết, thay mồi nè, chưa kịp thay nữa. Gà lỗ, đâu thiệt hại cũng đâu mấy cá bóng. Con này là không tính, con này ngoài danh mục. Xảy mấy con, thiệt hại mấy cá bóng. Dở thiệt chứ. Đây tính ra chiều giờ cũng được cá lóc nhỏ, cục cứng, con lươn. Rồi giờ vô nhà nằm tiếng chút lội thăm nữa bạn ơi. Chưa ngủ ngon đâu. Nói chung là phải thăm quận nữa coi sao. Cá nó ăn sảy qua không, uổng quá. Tại hồi nó cạn cạn biết đâu có hàng khủng nó ăn sao. Tại nãy phải thăm sớm sớm chứ có thể dính mấy con. Uổng thiệt. Quần quá quần nhưng mà sảy. Rồi giờ vô nhà đợi một tí thăm tiếp bạn ơi. Chưa cam tâm. Rồi sức khoát vẫn là bụi mía nữa bạn ơi. Ra lạng thêm vòng nữa coi. Kiếm con cá mới chịu. Kiếm con cá về ngủ mới ngon. Không có cá về ngủ không ngon rồi. Nãy là thấy là bất an rồi. Chắc này gió quá gió. Chắc này gió lớn dữ mà. Hù hù luôn á. Đó. Đó. Có hàng nghe. Tuy nhỏ nhưng mà có cá là vui rồi. Lôi coi. Bặn cá là chèo dính nè bạn ơi. Dính bây giờ nó cũng đợi lắm mà lâu hết nổi luôn. Lo lo cần chơi mày. Lâu hết nổi luôn rồi. Lên hàng lên hàng. Rồi con này dính. Nãy lúc mới cắm xong nó dính liền luôn hay gì á. Lúc mà thăm xong quầy về nhự cho này. Hay cắn lộn con nào mà banh sát cho này. Con này mập hơn con chiều bự hơn. Này cắn lộn với con nào rồi nè. Hay lại dính câu con khác lại cắn nhự cho này. Mình nãy nữa nè. Cò mổ. Ghê thiệt mập lù à. Vô có nhớt. Không có mồi cắm lại luôn. Nãy quên đem theo cá bóng luôn. Để cần câu đi luôn. Vì dài kiếm con nhái bắt móc vô. Có cá nha. Có nhớt rồi đó. Kệ tí nhỏ mà có nhớt thì vui rồi. Kiếm con nhái. Móc cái cần đó luôn. Mày sống đi con.
con cá lóc đó, đâu để xảy được. Túng được con nhái nữa bạn, móc cái cần đó lại, sáng kiếm con cá lóc chứ. Nãy giờ lội lội đi bắt con nhái con cá buổi trời á. Con nhái này biết đâu mời làm chuyện lớn nè. Chỗ này nó cắn chết cá bóng nè. Móc cốt chết là nó không ăn. Kệ ngâm đại luôn. Khùng quá, ăn cá chạy. Rồi, chuyến này thu phục được con cá lóc nữa bạn ơi. Chiều giờ 3 chuyến 3 con. Thua luôn, mà có con lương nó coi như là không hợp lệ nữa. Cắm cá lóc mà dính lương. Vô bộ sưu tập cho mày, bự hơn con chiều. Con chiều ốm, con này mọc hơn. Cắm câu săn hàng khủng mà hàng khủng sảy không mà toàn dính hàng em bé không à. Em có hàng khủng luôn à, hay là cháu hàng khủng không biết. Thua luôn. Ô vô ngủ, nghỉ rồi đó, sáng thăm nữa. Nhân này ngủ rồi, kết thúc chương trình luôn bạn ơi. Hy vọng sáng mai sướng sướng nha. Tối nay là không sướng rồi. Toàn sảy không. Hugo đâu chưa thấy. Thấy toàn là đội xô. Nhưng mà cũng có cá chứ. Được. Im, cá lương này đủ.